Sáng ngày 29 tháng 6, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định được danh tính hai nạn nhân bị vùi lấp dưới đống sạt lở vừa xảy ra tại thành phố Đà Lạt. Theo đó, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hồng Vẹn, sinh năm 1978, và ông Phạm Khánh, sinh năm 1976, cùng hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, là công nhân ngủ lại để trông coi công trình. Thời điểm hiện tại, các lực lượng cứu hộ đang tích cực sử dụng mọi biện pháp để đưa nạn nhân mất tích ra khỏi khu vực sạt lở. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lam Đồng Trần Văn Hiệp đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tổ chức cứu hộ cứu nạn và tiến hành điều tra những nguyên nhân gây ra tai nạn. Nếu có sai phạm trong xây dựng, thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 29 tháng 6, Bờ tao luy có chiều cao khoảng 30m, dài khoảng 20m tại đường hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Bất ngờ đổ sập xuống phía dưới, vùi lấp một số công trình. Vụ sạt lở vùi lấp hai người dân ở trong căn nhà tạm. Một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Khu vực này có địa hình trên lệch lớn, các công trình xây dựng thường có kết cấu nhiều tầng hầm, hoặc phải xây bờ tao luy cao để gia cố địa hình. Những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố Đà Lạt liên tục xuất hiện mưa lớn gây sạt lở nhiều khu vực tại đây. Hiện thành phố Đà Lạt đang tiến hành rà soát khu vực sạt lở để di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.